Dạ con xin mến chào cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 11, con có lên được một số phô mai quái độc để phục vụ để lên giao lưu với cô chú anh chị em. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị em ủng hộ con clip này. Con gửi đến những lời chúc lời cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ con clip ngày hôm qua nha. Rất là mau lẹ. Nó cây số 1 đầu tiên clip ngày hôm nay. Thường thường thì con sẽ lựa chọn những cái cây mai mà nhìn nó có duyên và nó bự, nó đẹp, nó đầu clip để cho cô chú anh chị xem ha. Cây số 1, một cây mai trời ở đế nó thì khỏi bàn tới. Cây quá đẹp luôn cô chú ơi. Cái cây này là cái cây cuối lô của cái lô mai 180 cây này. Đó, nhưng mà ngày hôm nay con dẫn lên hàng đầu ha. Cây số 1. Đó, đây. Hoành. Hoành con đo vị trí hoành eo ha. Hoành eo, đây. Được 27. Ví dụ như con mà có đo nở ngày nằm đây, được gần 30. Chiều cao. Hoành chiều cao được 79. Đường kính bầu nó được 40, cây này vô chậu 40. Con xét về đế, cây mai này con cho nó được 8 điểm cử. Đó. Còn cốt cành thì tại vì nó đủ nhưng mà nó hơi bé. Con thu cành lại cho cô chú chị nuôi cho nó dễ hơn ha. Cốt cành thì nó đủ rồi. Đó, 10 điểm luôn. Đó, còn cái đường thân của nó nghệ thuật thì cây mai này gọi là cây mai chật mà chật hơi quái ha, hai cô chú. Chật hơi quái nó. Đây. Nè, cái mặt này rất là đẹp luôn. Đây con cho con mặt này đi. Thì này. Đó. Cây số 1, nếu mà con nói về cô chú chị em trong cái thời gian vừa qua con lên con giao lưu với cô chú chị em, thường thì con sẽ không bao bông ha cô chú. Thì con có nói rõ tại vì trên những cái lô mai này họ trồng từ giáo hạt ra, mình không biết chính xác được cây mai nào bông đẹp, cây mai nào bông xấu. Bởi vì cô chú chị về nhà cứ ghét vô ha. Cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay con xin mạn phép giao lưu, giá của chú chị em là 2.500.000, còn bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại con là 0912256200 và con lên cây số 2. Dạ rồi, cây này là cây số 2 của ngày hôm nay, một cây mai dáng thú hay cô chú. Nhìn ở ngoài thì sát cây mai không có lớn, tại vì lý do là cái vai đế của nó bò bự quá. Nó đường kính bầu trên 40 lần. Bởi vì tiếc nếu cây mai này đường thân đế của nó mà nó gom gọn lại thì cây mai này sẽ đẹp ha. Nó đế này nó bỏ dạng như là cây thú quái thôi. Thú bốn chân thì thú chuẩn, thú nhiều chân gọi là thú quái hay cô chú. Cây mai này cây mai sù, hoành con đo hoành eo nhỏ nhất của nó nằm đây nè. Được 16 ha. Chiều cao của nó là được 43, cái đường kính bầu nè, quá bự tới 45 lần. Nhưng mà nếu cô chú chị em về nhà có thể tháo một số chân ra, chẳng hạn như mình tháo chân giữa. Đây. Chân giữa này. Đó, mình chừa đây mình có thể mình trồng vô một cái chậu dĩa, chậu chữ nhật này kia cho nó đẹp ha. Cây số 2. Đó còn điểm sù. Đây cô chú con nói cô chú chị, lô mai này đặc điểm nó dễ, nó quay gần lại đây bạn ơi. Anh shipper này. Đây. Là con bóc ra cô chú chị em. Tại cái giống mai này nó vậy ha cô chú, không phải bị hư, không phải bị bệnh gì hết trơn, nó đang lên sù hết nè. Đó, nó nổi gân lên nhiều lắm. Cây mai này thì nó nổi gân điểm sù chứ nó không có nổi gân trên mình ha. Cây số 2, một cây mai hình thú con xin mạn phép cho luôn. Giá của chú chị em là 1.500.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Và con lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay. Nó còn những cái cây mai mà chật chật quái ha cô chú. Dàn đế của nó thì con nói cô chú chị, cây số 3 này thì nó chỉ gọi là tạm thôi chứ không phải gọi là đẹp. Nếu mà cũ là nó ra cũ luôn. Đó, còn bàn ra bàn luôn, còn nãy vừa cũ vừa bàn nè ha cô chú. Đó, vừa cũ vừa bàn. Hoành heo. Đây, ở vị trí này. Hoành heo là được 19 ha. Chiều cao của nó là được 6 được 70. Cái đường kính bầu của nó là được 40. Đó, một cây mai chật cốt cành đóng đều. Đế nói chung tạm thôi. Nhìn ở ngoài thì nó sẽ tương đối hơn trên clip hay cái chú. Cốt cành thì không có lỗi nha. Còn đường thân thì nói chung cũng ok, nhưng mà có cái sao. Nó cái chỗ này nè, nó làm cho cái cây mai mình nó không có nở hậu, nó nhìn nó hơi nhỏ. Nó được kính bầu chật 40, mình cho chỗ 40 ha. Cây số 4. Số 3, số 4 nè. Cây số 3, xin lỗi cô chú ha. Cây số 3 của ngày hôm nay con xin mạn phép giao lưu, giá của chú chị em là 1.500.000, còn bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Con xin nhắc lại số điện thoại của con là 0912256200, giờ con lên cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4 của ngày hôm nay. Nó là một cây mai chật ha cô chú, nhưng mà con đã phá bỏ cành chủ, con lấy một cái nhánh nó mọc lỗi, nhưng mà bây giờ con tận dụng nó là độc chủ. Nó dạng như cây dáng xiên. Nó nồi đế của nó thì rất là đẹp. Thì bên này thường thường thì con sẽ cắt những, nếu mà những cái mặt thẹo mà hơi lớn á, con cắt con chưa bô keo, con để gì cho cô chú chị xem nó khỏe mạnh, nó còn còn tươi, nó chứ không phải là nó bị hư hay cái chút. Đây quay gần lại đây chút đi bạn ơi. Đây mặt thẹo nó đây nè, ba ngón tay con ha,
ba ngón tay nhìn ở ngoài thì nó không có bự đâu cô chú ơi, nhìn ở ngoài không bự tại những cái mặt cắt nè, nó không phải theo cho mình, nó chỉ là mặt cắt thôi ha cô chú. Nó cũ thì cây mai này rất là đẹp rồi, cũ đế gọn gàng, cây nhìn ngoài cân xứng đó, trên mình thì đang sầu. Hoành cũng đo hoành eo đây, nằm ở đây 28 ha, con đo đây là được 36. Đây thì nó có một cái dạng như là cái nồi đế, nhưng mà cây mai này nó khác đặc biệt nhất những cây mai khác. Rồi đây mình cứ gọi đây cũng có thể gọi là cũ ha cô chú. Nó con đo đây là được 57, chiều cao của nó là được 46, cái đường kính bầu của nó là được 35. Cái này mình vô một cái chậu 35 lên tới 40 cũng được. Nó cây mai này nhìn ở ngoài rất là lực, lực lưỡng lắm. Nó quay gần lại cho con những cái điểm sù này trong nè. Con không phải nói là cái cây mai của con lên đây giao lưu với cô chú anh chị là cái giá cao nó phải sù hay như thế nào không, tại vì những cái lô mai này á nó đồng giá cả cỡ đó rồi thì con cũng bán giá tầm trung thôi nè. Sù cây mai này của chú anh chị nhìn càng nuôi thì sẽ càng sù á nè, nổi gân lên hết nè, tại con không có vệ sinh kỹ á, nổi gân lên hết. Cây mai nhìn ở ngoài rất là hay ha. Rồi cây này là cây số 4 của ngày hôm nay, con xin mạn phép giao lưu giá của chú anh chị em là 1.800.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại con 0912256200, đó cũng là số Zalo của con, giờ cũng lên cây số 5. Dạ rồi, cây này là cây số 5 của ngày hôm nay, một cây mai cũng cây mai chật cốt cành đóng khá, nhưng mà dàn đế của nó dở, mặt hậu của nó thì ok, uống xì tin vô đầy bụng của ta. Đây mặt ra trong á, gọi là mặt âm của nó thì rất là ok, mà cái mặt tiền với cái mặt hậu nó quá dở của chú ơi, rất tiếc ha. Thì cô chú anh chị theo dõi cái kênh con thì cô chú anh chị cũng biết con tả cây là chính xác ha, cây nào đế như thế nào thì con cũng tả chính xác vậy cho cô chú. Cây nói chung ổn, tại con bán giá cũng chịu ngoài cây thì trên lô thì cũng có cây này và cây kia ha cô chú. Quanh con đó ở đây là được 24, chiều cao của nó là được 73, cái đường kính bầu của nó là được 37, cốt cành đóng rất là ok, đường thân đẹp. Nhưng mà đế thôi ha, đế thì không im mấy. Nó cây số 5, một cây mai chắc con xin mạn phép giao lưu giá của chú chị em là 1.400.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ con lên cây số 6. Dạ rồi, cây này là cây số 6 của ngày hôm nay, vẫn là một cây mai chật nhưng dàn đế của nó dàn đế cũ ha cô chú. Hoành không lớn, cũ bự đó, đường thân cốt cành đóng rất là khá. Cây mai này đủ 3 yếu tố để chơi ha, nhất đế nhì thân ba tam cành. Tam cành thì cô chú anh chị nhìn thấy đôi khi cô chú anh chị nhìn nó là nó ít chân cành quá, nhưng mà đủ chơi rồi, không cần nhiều chân cành. Nó chẳng hạn như mặt này mặt cũ nè, quá trời tê luôn. Hoành, hoành con đo ở vị trí này là được 23, chiều cao con đo được 67. Đây cũ phải đo như vậy mới gọi là cũ nè ha, cũ lĩnh 56 đó, mà nó cả gan tay nè. Rồi để đo quên có thước ở đây, nó 17, đường kính bầu 38, vô chậu 4 ha, cốt cành nói chung khá nè. Chẳng hạn như mình nghiêng nhẹ cái nó lọt gần, lọt gần, lọt gần, lọt gần, dẫn lên trên. Đây có cành hơi bé nó, nhưng mà lọt đây luôn, 1 cành, 2 cành, 3 cành, đây này 1, 2, 3, 4 cành luôn đó. Cây số 6, một cây mai cụ đế chờ bỏ luôn. Con xin mạn phép giao lưu giá của chúng chị em là 2.100.000 của bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Dạ rồi, cây này là cây số 7 của ngày hôm nay đó, dàn đế dạng như đế nôm đế sổ ha, cốt cành đóng khá nè. Cây này vô cái chậu cũng tầm cỡ 40 ha, cốt cành cũng đóng rất là chuẩn. Thì đa số thì thường thường con lên clip thì con sẽ lựa chọn những cái pho dáng này dáng kia, nhưng mà dạng như là bây giờ con cũng còn rất là nhiều cây, ngày hôm nay con không có lựa cây nữa, con cứ lôi ha, con làm thí đại ra. Hoành, hoành thì con đo vị trí này được 24 ha, chiều cao là được 67, cái đường kính bầu được là 37. Giờ con đo là đo cái hoành đế nó đây, nhỏ gọn đẹp, nó hoành đế 70 nè, già bá luôn. Nó dàn đế của nó là dạng như là nó nằm trong cái lưu vậy đó. Cây nhìn ngoài rất là khá ha, cây số 7, một thân một cốt, giót giót đọt
trên nách của nó thì đang lên xù. Dàn bông của chú chị về cứ ghép vô ha. Cây số 7 của ngày hôm nay con xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 1.800.000 con bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại con 0912256200 và đó cũng là số Zalo của con. Giờ con lên cây số 8. Dạ rồi, cây này là cây số 8 của ngày hôm nay, vẫn là một cây mai chật, vẫn là cây một cây thuốc cành đều, vẫn là một cây đế đạt. Nó vô chậu 4, đó, giá rất là phải chăng. Cây thì đường thân lắc léo rất là có duyên luôn ha. Những cái cây mai thì con bán cho chú anh chị em một ví dụ như giá 1 triệu mấy lên tới 2 triệu mấy, con đảm bảo cô chú nhận cây mai sẽ rất là hài lòng luôn ha. Cây số 8. Hoành mà con đo nó vị trí này nó được 21 ha. Chiều cao của nó là được 69. Cái đường kính bầu của nó là được 40. Nó vô chậu 4 ha. Thì có những anh em hay nói là hoành 20 mà tại sao gọi là lớn được tài không anh ơi. Hoành 20 nó đế của nó nở ra tạo cảm giác cho cây mai của mình nó nâng cây và nó bự. Cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, chẳng hạn như hoành 20 à, nó nạt lên trên á, nó giót cây á thì cây mai mình sẽ rất là bự ha. Chứ đôi khi có những cái cây mai hoành 40, 35, 37, 38 gì đó, nó chưa chắc gì nó đã lớn ha ha cô chú. Nó cây mai nó nâng cây nó khác nữa. Cây số 8, một cây mai chật lắc cốt cành đóng cá. Con xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 1.700.000 con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ con lên cây số 9. Dạ rồi, cây này là cây số 9 của ngày hôm nay. Một cây mai vẫn là cây mai chật, vẫn là một cây mai đế đạt ha ha cô chú. Cây mai này nó có hai điểm lỗi. Lỗi thứ nhất á, là do con vận chuyển, lỗi thứ hai á, là tạo hóa của thiên nhiên. Đây. Đây là lúc mà con vận chuyển bứng nhiều cây quá, những cái cây mai nó va chạm vô cái thành xe nó bị tét ra đây. Con chưa có dạng như xử lý, con để nguyên vậy để cho cô chú chị biết là chỗ này nó bị vậy ha, nó vẫn còn lành lành. Đó. Còn điểm thứ hai chỗ này, cái cọng rễ này nè, nó quá bự mà nó tràn ra nó dẫn lên tới đây nè. Nó làm mất cái vai đế của nó đẹp đi, con có trễ một cái nhàm con cột vô đây. Đó, khi mà ngày mơi chẳng hạn như con lên clip của chú chị có chốt con thì con sẽ cột duy trì và con sẽ xử lý cái mặt này keo và băng keo lại hết ha. Đó, có hai điểm lỗi. Nhưng mà cây sắt cây mai rất là bự ha. Cây số 9, một cây mai sắt bự cốt cành đóng rất là đều. Đo hoành. Nói hồi quên đo hoành nữa. Hoành. Hoành thân, đây gọi là hoành thân ha. Vị trí này là 25. Nó con đo thì cây mai này nó dùng như con đo ở đây đây để cho cô chú anh chị biết lớn nhỏ thế nào đó nha. Tại có những cây mai mình lên thì không thể nào của chúng chị biết được. Ngày nay mình thước này nó là sao ta? Đây, 68. Chỗ này con đo là cái cũ, dạng như là cái cũ hoành đế đi. Gọi là cái hoành đế đi, được 68 ha. Cô chú chị sẽ vô một cái chậu 40. Nó chiều cao cũng được 70 à. Cốt cành nói chung đóng khá ha. Cây mai có hai điểm lỗi thì con cũng đã nói trên clip cho cô chú rồi. Thì cái này do vận chuyển và cậu có một cái cọng rễ thì nói chung là mình có sao mình nói vậy thôi chứ lên clip là mình không nói thì nó kỳ. Nó cây số 9 con xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 1.600.000, giá quá trời hợp lệ. Con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ con lên cây số 10. Dạ rồi, cây này là cây số 10 của ngày hôm nay. Một cây mai lùng lực ha, cô chú lấy dùng cây thước đây. Đó. Lùng lực. Đế thì rất là đẹp rồi. Trên cây này nó có một cành bị mượn, cành mượn. Con đo xong rồi con sẽ quay chi tiết chỗ cành mượn cho cô chú chị xem ha. Hoành, con đo hoành eo. Đây, vị trí này nó được 23.5 ly. Cái chiều cao tổng của nó là được 46. Cái đường kính bầu hiện tại giờ được 40. Rồi quay gần lại đây bạn ơi. Đây, nó có một cái cành mượn. Từ bên này nó móc qua bên này ha, hai chút nó cắt bỏ thì thiếu cành, nó còn vẫn để luôn. Nếu mà chú anh chị về ghép ra được thì cô chú anh chị vẫn để nguyên ha. Nè, có cành mượn ở đây. Nói xét về dàn đế thì cây mai này quá đẹp. Đế biết sao nó bỏ đều bốn mặt, nó là đủ để chơi một cây mai. Không cần đế nhiều đâu, chỉ cần đế bỏ đều bốn mặt thôi. Chẳng hạn nhiều đế thì nó gom gọn vô thành cũ thì cây mai nó sẽ đẹp. Còn mà chẳng hạn nhiều đế mà nó dạng như nó bẹt ra quá nhìn nó cũng không có duyên nữa. Đó. Nó phải tự nhiên đây, chẳng hạn như cây này, cây số 10, một cây mai lùng lực, nó vô chậu 4, con xin mạn phép giao lưu, giá của chú chị em là 1.650.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam, rất mong được sự ủng hộ của cô chú chị gần xa. Giờ con lên cây 11. Dạ rồi, cây này là cây số 11 của ngày hôm nay, một cây mai vẫn là một cây mai chật lắc, vẫn là cây mai cốt cành đóng đều, vô chậu 4, nhưng mà đế của nó dặn bàn quá. Cái thứ nhất là nó bàn quá, cái thứ hai có những cái cọng rễ nó cao thấp, làm cho cây mai mình nó mất duyên đi ha. Còn trên mình đó thì con đảm bảo của chú anh chị
Nếu mà chúng chị chốt cây mai này về nhà chăm, trong thời gian tới cây mai này sẽ xù cực mạnh luôn luôn ha. Tại con đang đứng ở vị trí này và con nhìn rất rõ cái những cái điểm da của nó. Cây số 11 hoành thăng. Hoành thăng ở đây là được 22. Chiều cao của nó được 56. Cái đường kính bầu của nó là được 37, nó vô chậu 40. Đế thì con tả rồi, còn xét về dàn thân. Dàn thân nó là một cây mai chật quái, nó cốt cành đóng rất là khéo. Tại vì lý do sao nó đóng dàn dàn trên mà con nói khéo, tại vì biết sao, khi mà cô chú chị nhìn vô nhất đế nhị thân đó, mình nhìn thấy đế nè, nhìn thấy thân hết nè, quái nè. Còn lên đây thì mình phải có một cái bộ tán cho cây mai đó, nhà là phải có nóc ha cô chú, nó cây mai là phải có tàn nó mới đẹp được. Đây còn điểm lỗi, quên quay gần là đây anh ship ơi nha. Đây anh shipper sẽ quay kỹ lại nè. Đây đây con cạo đây kìa, nó xung quanh liền hết ha. Con này tôi chưa vệ sinh nhìn nó ấy, bởi vì móng tay của nó hơi dơ chút xíu nè. Những cái mép này đã cuốn hết trơn rồi, chỗ này thì cô chú chị cứ để nguyên không cần xử lý gì hết nữa. Còn cốt cành cái mai cũng rất là đẹp mà, nó cốt cành đóng khá ha. Đế nói chung tạm thôi cô chú ơi, chẳng hạn như đây là cái mặt tiền của nó nè, cây rất là khá. Cây số 12 phải không? Cây số 12 con xin bản phép giao lưu. 11 con xin bản phép giao lưu. Giá của chú chị em là 1.650.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú chị gần xa. Giờ con lên cây 12. Dạ rồi, cây này là cây số 12, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì thời gian bọn con đóng cây quá nhiều, bây giờ con chỉ lên được 12 cây thôi. Nhưng mà trong thời gian tới con sẽ có rất là nhiều những mặt hàng phô mai độc đẹp lạ để lên giao lưu với cô chú chị em ha. Bước vào đây là cây số cuối cùng ngày hôm nay, cây số 12. Con đo hoành đó. Ngày xưa con đi làm MC, bởi vì cái giọng con nói chuyện một cái là như muối à. Hoành đây, con đo nó được 28 ha cô chú. Còn đây con đo cái củ lửng nữa nè. Củ lửng nó nằm đây nó được 51. Chiều cao của nó là được 72. Cái đường kính đầu là được 45. Cái này nếu mà cô chú chị ém chậu vô chậu 45 thì ok, chậu 50 hơi bự. Xét về đế thì con nói cho nó được 10 điểm ha. 10 điểm đế, dàn thân của nó thì quá êm luôn. Cốt cành thì chuẩn, không cần nhiều cốt cành, chỉ cần là tại vì những cái một cái cốt cành của cô chú anh chị ra nuôi ra, có thể là ví dụ một chi mình nuôi ra được 3-4 được cái mâm nữa, nó rất là khá ha. Cái này thì được cái nó đang lên xù, quay gần là đang shipper rồi. Đây đó, đây nè, đang nổ xù ra hết ha. Là cô chú anh chị nếu mà quay gần lại, cô chú anh chị thấy những cái điểm nứt li ti nè, nó không phải bị bệnh, không phải bị nấm hay bị gì, nó cái này nó đang nổ xù ra ha. Tại cái này thì con lên giao lưu với cô chú anh chị thì có sao thì con tả cô chú anh chị ha. Đó, cây số 12, cây cuối clip của ngày hôm nay. Đó, nè, cái mặt này cũng đẹp nữa nè. Cây mai nhìn ở ngoài sát nó rất là bự ha. Rồi, con xin báo giá cây số 12 của ngày hôm nay. Con xin mạn phép giao lưu giá của chú anh chị em là 2.500.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam. Con rất cảm ơn cô chú nãy giờ đã tốn cái thời gian quý báu của cô chú theo dõi hết cái đoạn clip của con trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ được cô chú, anh chị em ủng hộ con từ 1 cho tới 12. Cô chú anh chị đi ngang thấy clip con hay cho con một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam bên con. Ngày mai con sẽ lên những mặt hàng độc lạ quái nữa để lên giao lưu với cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị trong clip ngày mới nha.